Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Su Hào TV nha. Hôm nay là Vân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình về linh vật rồng tại công viên Thanh Thiếu Niên ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tuy Hòa City nha cả nhà. Cả nhà ơi. Wow. Ở đây là có bán bánh đồng su phô mai nha cả nhà. Anh em làm rất là ngon luôn á. Cái này bao nhiêu một cái vậy anh? 30 ngàn một cái hả? Ừ, thơm quá. Ừ, ngon quá. Xung quanh ở đây là người ta bán đồ chơi nè, rồi bắp nổ, bắp rang bơ, rồi kẹo chỉ tơ hồng nè cả nhà. Đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Đặc biệt thơm ngon. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Cái đây là kẹo chỉ tơ hồng hả chị? Tơ hồng. Tơ hồng có hết á. À, nhìn ngon quá vậy. Màu hồng đều có hết. Kẹo chỉ tơ hồng. Màu hồng, màu trắng đều có hết. Đầy đủ. Kẹo chỉ tơ hồng. Ô, cá dừa, cá đậu phộng nữa kia hả? Bữa nay kẹo chỉ tơ hồng phải nhìn khác hơn hồi xưa ha. Kẹo chỉ tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Cái đây là 10.000 một cái hả chị? Tơ hồng đặc biệt thơm ngon. Đây là hả, có dừa này, có đậu phộng này, có bột nữa cả nhà. Màu hồng, màu trắng hả? Người ta sẽ dùng cái bánh tráng như thế này. Đây là những cái bồn hoa này cả nhà. À, có nhiều loại hoa đa màu sắc này, rất là đẹp luôn ha. Ở đây là cái đường hoa xuân thì có 6 cái đại cảnh, tiểu cảnh và cổng đường hoa là có diện tích là 4.000 mét vuông, chiều dài là 2.500 mét, gồm 65 giỏ hoa nha cả nhà. Đó, và ở đây thì cái linh vật rồng á, thì được làm từ các cái sản phẩm rất là thân thiện đối với môi trường của chúng ta, như là ốp mành nè, mây tre hoặc là đan nè, vân vân. Đây cả nhà mình xem nè, đây là ở cái cận cảnh mà những cái linh vật rồng người ta làm bằng những cái vật liệu là tre nứa, mành nè, người ta đan với nhau cả nhà, rất là tỉ mỉ, rất đẹp ha. Đây giới thiệu cho cả nhà, đây là ở những cái loài hoa mà họ cũng được nhập từ ở thành phố Đà Lạt về nha cả nhà. À, giới thiệu với cả nhà, đây là cổng chính mặt đường Điện Biên Phủ đại cảnh mang cái chủ đề đó là Hội Long Vân. Ở đây thu hút rất là đông đảo người dân và du khách ở các nơi về đây để tham quan. Hội Long Vân có ý nghĩa là rồng may gặp hội, là chỉ cái sự may mắn nè, thỏa nguyện ước lớn lao mang đến cho Phú Yên một cái năm thật là thịnh vượng nè, mùa màng bội thu, quê hương phát triển. Dù những cái ngày Tết thời tiết ở Phú Yên thất thường, nhưng người dân và du khách vẫn đến đây rất là đông để mà check-in, chụp hình ảnh cùng bạn bè, gia đình và người thân. Nhiều bạn trẻ ở đây là phải canh từng cái chút nắng để mà săn được những cái bức ảnh đẹp cùng linh vật rồng ở cả nhà. Cả nhà mình thấy không, ở đây là hả, những cái nghệ nhân người ta tạo tác ra cái linh vật rồng rất chi là tỉ mỉ, rất là công phu, rất là mất thời gian để mà tạo ra được cái linh vật rồng rất đẹp luôn hả cả nhà. Và trong khuôn viên thì cũng có nhiều cái tiểu cảnh nè, nhiều cái linh vật để phụ để mà mọi người check in. À, đúng là một cái xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh đã thay đổi và phát triển rõ rệt qua từng năm, đúng không cả nhà? Lấy công miếng đó. Hai các bạn. Chào mấy bí nha. Nếu mà cả nhà mình thấy Phú Yên hôm nay có cái sự thay đổi, phát triển rõ rệt thì hãy comment ở bên dưới cho Quang biết nhé.
còn đây là ở cái đường hoa này cả nhà. À, ở đây là người ta cái trang trí là những cái chậu hoa người ta để trên cái giá đỡ cả nhà. Còn ở trên giữa là họ có những cái dàn bầu hồ lô rất là đẹp luôn ha. Ở đây có một quả cả nhà ơi. Ở chính giữa là người ta sẽ trang trí những cái bồn hoa có bằng những cái cây câu đó, rồi hai bên là những cái chậu hoa rất đẹp luôn hả cả nhà. Người ta cũng ở đây là người ta cũng dùng bằng tre mành để mà ở đây là những cái vật dụng mà rất là thân thiện đối với cái đời sống của chúng ta. Wow, ở đây là những cái loài hoa đa hoa màu sắc luôn cả nhà, rất đẹp luôn, màu sắc rất là rực rỡ. Ở đây rất là nhiều đa dạng, rất là nhiều thành phần, rồi cả nam nữ, rồi già trẻ lớn bé, ai ai cũng mặc đồ đẹp nè, đến đây để mà họ chụp những cái hình ảnh lưu lại những cái kỷ niệm của một năm 2024 mình đã đi qua ha cả nhà. Trời ơi, ở đây họ nhiều có nhiều người họ rất là xinh luôn cả nhà. Còn ở bên đây là những cái giỏ hoa luôn nè cả nhà. Ồ, cũng nhiều loại hoa lắm, rất đẹp luôn ha. Cái cách trang trí ở đây rất là đẹp luôn á. Wow, cả nhà mình hả, hãy cùng với Vân chiêm ngưỡng những cái loài hoa ở đây ha. Còn đây là những cái quả cà chua này cả nhà. Cái giống cà chua gì Vân không biết nè. Cà chua gì nhỏ nhỏ nhỏ. Bên đây cũng vậy nè, là người ta cũng trang trí bằng những cái giỏ hoa làm tầng tầng như vậy. À, đây bây giờ mình sẽ đi xuống. Bên đây là cũng là cái đường hoa này cả nhà. Người ta cũng cái cách trang trí cũng na na ná, nó cũng giống nhau, giống như các ở chỗ khác. Wow, ở đây những cái giỏ hoa rất là đẹp luôn ha, cũng được nhập từ ở thành phố Đà Lạt về đấy cả nhà. Wow, có nhiều anh chị mặc áo dài rất là xinh luôn á, rất là nổi bật, đang đứng chụp hình nè cả nhà. Thấy mình quay phim cũng hơi ngại ngùng xíu. Đây bây giờ mình sẽ đi xuống ở dưới đây nữa nè. Ở bên đây là cũng hoa luôn nè cả nhà. Người ta sẽ tạo tác theo cái kiểu là giống như tầng tầng lớp lớp rồi cả nhà. Còn ở bên khung cảnh bên đây là ở bên đây là bài chòi Phú Yên nha cả nhà. Bài chòi thì ban ngày là họ người ta chưa có chơi bài chòi, còn ban đêm á, bắt đầu tầm chiều tối là họ mọi người tập trung đông hơn thì người ta sẽ chơi bài chòi. Bài chòi bây giờ họ thì nó cũng khác xưa nhiều. Bây giờ nó đơn giản hơn hồi xưa. Hồi xưa là họ người ta dùng tre nứa là nhiều hơn cả nhà, làm mà tỉ mỉ hơn bây giờ. Còn đây là những cái linh vật phụ nè. Đây, wow, ở bên kia nó có một cái cây hoa gì không biết là hoa giả hoa thiệt cả nhà, mà hở nó có cái toàn thân là màu vàng rất là đẹp luôn. Và mọi người đến đó để mà chụp hình tại vì cái màu vàng nó rất là nổi bật luôn cả nhà. Wow, cả gia đình chụp hình luôn. Hình như cái cây hoa đây là hoa giả cả nhà, để mà trang trí để cho mọi người du khách đến đây người ta chụp hình cho nó đẹp á. Cây hoa đẹp lắm ha, quá đẹp luôn. Tiếc là hôm nay hở Vân đi vay thôi, thành ra là không có ông chồng. Chứ không lẽ hở mình sẽ chụp những cái hình ảnh kỷ niệm ở đây. Nhưng mà tiếc là Vân không có cái tấm hình nào hết cả nhà ơi. Wow, còn ở bên đây là người ta cũng trang trí cái khuôn viên này. Cũng có những cái giỏ hoa để trên những cái cây.
Bây giờ đi tiếp theo là xuống dưới đây là cũng hai bên là cũng người ta cũng trang trí những cái vòng hoa này cả nhà. Thì nó ở đây nó cũng có một sự khác biệt hơn. Ở trên hồi nãy là Quang có đi qua là họ người ta sẽ cho những cái giỏ hoa để trên cái kệ giống như cái kệ đúng không? Còn bây giờ là họ người ta sẽ cho lên trên người ta trang trí nó khác hơn. Nhìn đẹp quá hả cả nhà. Wow, coi nè. Trời ơi, đẹp quá hả. Giống như người ta trang trí giống như một cái hoa đang nở vậy cả nhà. Còn ở trên là người ta sẽ làm những cái khung đó, rồi người ta dùng bằng tre nứa này, dùng những cái trời ơi, người ta làm những cái tấm tấm như vậy này. Rất đẹp luôn ha. Còn đây là ở cái cây câu đây là người ta cũng dùng những cái thúng này cả nhà để người ta cho những cái hoa vô trong đó. Người ta treo lên rất là đẹp luôn, nhìn rất là bắt mắt. Cái cách trang trí ở đây rất là nổi bật luôn cả nhà, khéo léo nữa. Nếu mà đi hết đi cái chỗ đây là cũng hơi xa đó nha. Rồi, đi xa nha cả nhà. Vân đi một mình mà Vân cảm thấy mỏi chân luôn á. Cả nhà yêu quý kênh Suha TV thì nhớ ủng hộ cho Vân một cái lượt đăng ký kênh miễn phí, nhớ like và chia sẻ để mọi người cùng biết đến cái linh vật rồng ở Phú Yên nó đẹp như thế nào nha cả nhà. Vân cũng cảm ơn cả nhà đã cùng luôn ủng hộ Vân trong cái suốt thời gian qua. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe nè, rồi may mắn trong kinh doanh này cả nhà. Ô trời ơi cả nhà ơi, cả nhà xem mày. Ô, ở đây cái hoa nó rất chi là đẹp luôn á. Ở đây là Vân cũng không có rành về hoa, thành ra là họ Vân chỉ cái review cho cả nhà mình xem thôi, chứ Vân cũng không có biết cái tên của nó cả nhà. Wow, chuẩn bị lã hở. Vân sẽ giới thiệu một cái linh vật rồng mà chính của Phú Yên ngày hôm nay nữa nhé cả nhà. Wow, ở đây là có những cái dàn bi đao này, dễ thương quá ha. Đây, giới thiệu cho cả nhà, đó là linh vật rồng chính Phú Yên nha cả nhà. Đây, đây là con rồng Phú Yên chính của ngày hôm nay nè, rất đẹp luôn. Nó có cái hướng là tọa sơn hướng hải nha cả nhà, có nghĩa là có thân tựa núi, vảy màu vàng, chân thì đang cầm ngọc đỏ, mình thì cao lớn, đầu thì đang quay về hướng biển đông nha cả nhà, nơi có lộc đầy nè, thề ước sẽ sinh ra của cải mang tài lộc dồi dào. Có rất là nhiều người du khách ở đây đến nhận xét là cái con vật linh vật rồng ở đây họ là một trong những cái linh vật rồng mà đẹp nhất cả nước rồi cả nhà. Đây, bây giờ tiếp theo là đây là họ hình ảnh mặt đường Hùng Vương với cái chủ đề là Lưỡng Long Trầu Nguyệt nha cả nhà. Đây, đây là cái mặt bên trong của Lưỡng Long Trầu Nguyệt. Đây người ta cũng làm bằng những cái thép định hình này, rồi bằng ốp mành, mây tre và đan này cả nhà. Rất đẹp luôn ha. Cả nhà mình nó hở hãy cùng Vân chiêm ngưỡng kỹ về cái Lưỡng Long Trầu Nguyệt này nhé. Đây là cái mặt trong của cái Lưỡng Long Trầu Nguyệt. Rất đẹp luôn ha cả nhà. Ban đêm á, thì nó sẽ rất là nổi bật, lung linh hơn ban ngày cả nhà. Và họ có cái ánh điện lên thì nó sẽ làm nổi bật những cái con vật linh vật rồng ở đây. Nó sẽ đẹp và họ mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người khi đến đây tham quan. Còn ban ngày thì nó sẽ đem lại một cái màu vàng óng ánh
là cho mọi người để mà chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Đây bây giờ là Vân sẽ quay cho nghe nha, là đây là họ cái đại cảnh mặt đường Hùng Vương, ở cái mặt trước của đại đường, cái mặt đường Hùng Vương với chủ đề là Lưỡng Long Trầu Nguyệt nha cả nhà. Ở đây là nó có mang ý nghĩa là vợ chồng rồng hạnh phúc viên mãn, bên mặt trăng tỏ sáng, cùng nhau vươn lên cổng mây trời. Đó cả nhà mình xem, đó Lưỡng Long Trầu Nguyệt, còn ở chính giữa là có cái mặt trăng nha cả nhà. Nó có cái ý nghĩa là vợ chồng rồng hạnh phúc viên mãn, bên mặt trăng tỏa sáng, cùng nhau vươn lên cổng mây trời. Ở đây là họ nhiều cô gái rất là xinh nè, rồi đang mặc những cái bộ áo dài rất là xinh xắn luôn. Hình như đây là cả gia đình nữa sao, thành ra là họ mặc nguyên cái bộ áo dài rất là giống nhau luôn. Đang tính chụp hình nè. Rồi bây giờ là họ Vân sẽ mời cả nhà mình cùng vào bên trong, trở lại vào bên trong nữa cả nhà. Đi một vòng trở lại vào bên trong là họ mình sẽ thấy cái con linh vật rồng chính của Phú Yên. Đó là họ đang ngọc nhân con cả nhà, là họ đang có cái hướng là tòa sơn hướng hải, hồi nãy Vân cũng đã giới thiệu cho cả nhà rồi đó. Đó cả nhà mình xem cận cảnh cái con linh vật rồng chính của Phú Yên rất chi là đẹp luôn, quá đẹp luôn đúng không cả nhà. Và bây giờ là họ Vân sẽ mời cả nhà là cùng ngắm thật kỹ lại cái con rồng linh vật rồng chính của Phú Yên nha cả nhà. Đây, Vân sẽ tả lại cho cả nhà mình ha, là nó có cái thân hình rất là cao lớn nè, cái vảy của nó là màu vàng nè cả nhà, và có những cái đường vân của nó, cái đường vảy phía trên đó là người ta sẽ làm bằng màu cam, và họ còn ở phía trước là chân của nó là đang cầm cái ngọc màu đỏ rất là đẹp luôn á cả nhà, có hướng là tựa sơn hướng hải. Còn ở dưới là người ta sẽ làm cái vòng hoa, cái bồn hoa rất là đẹp, nhiều loại hoa đa màu sắc luôn hả cả nhà. Và bây giờ là họ Vân xin phép là tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video của Vân nhé. Và mong rằng là trong năm 2024 này thì kênh Su Hào TV sẽ được quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ngày càng yêu mến, ngày càng biết đến cái kênh Su Hào TV nhiều hơn. Ủng hộ, nhớ ủng hộ cho Vân một lượt đăng ký kênh và nhớ like và chia sẻ để mọi người cùng biết đến kênh Su Hào TV nhiều hơn nha cả nhà. Và Vân mời cả nhà là sẽ cùng ngắm biển cùng Vân. Đây là biển Tuy Hòa Phú Yên này cả nhà. Nhìn nó xa xa là ở cái cầu này, giống như là theo Vân nghĩ là nó giống như cái hình dạng là cầu rồng ấy cả nhà. Nhìn cũng đẹp phết đấy cả nhà ha. Nhìn mặt nước nó gợn sóng lăn tăn vào buổi trưa. Mát, rất là mát luôn á cả nhà.